Milano, uống cà phê 99 cents nha, ăn Big Mac. Bây giờ ăn một cái, mua thêm một cái mang về tối ăn. Tức là ngày hôm nay mình tốn hết 5 đô la để mà ăn, tốn cho một ngày hôm nay nha anh Ngô Kỷ. Thì bây giờ mình đang chờ, bây giờ là 4:55, là còn 5 phút nữa là sẽ cập nhật, hy vọng là như vậy. Thì cái hồi hôm thứ Bảy họ cập nhật là đã lên cái là cái số phiếu nhận được đã là 772.897 phiếu, và cái số phiếu mà bầu cử tri bỏ phiếu bằng thơ, gửi vào bằng thơ là 614.693. cái số người bầu trực tiếp ngay tại cái phòng bỏ phiếu trong cái tuần lễ bầu cử là 158.203. Tức là cho đến ngày hôm nay là cái số phiếu nhận được và số người đi bầu đã bỏ phiếu mà nhận được, đã ghi nhận á, tức là chưa có kiểm, chưa có công bố, nhưng mà ít nhất là ghi nhận được là 772.897 phiếu, 42.5% trên tổng số 1.817.149 cử tri hợp lệ đã ghi danh bỏ phiếu ở quận Cam. Thì giống như Khải nói, nếu mà nhìn vào đó thì chúng ta sẽ thấy là cái lần bầu cử cách đây 2 năm thì là đã có hơn 87% người đi bầu, có 1.546.570 người bỏ phiếu, mà cái số người bầu bỏ phiếu bằng thơ là 1.285.661, mà cái số người bỏ phiếu trực tiếp trong cái tuần lễ bầu cử là 260.909 người. Nhưng mà giống như Khải nói đó, thì cái kỳ đó là chúng ta thấy là cái đây, cái thành phố tức là để coi đây nó đã qua thành phố chưa. Và Santana thì giống như Khải trình bày, kính thưa quý vị, mặc dù là nói là mùa bầu cử nó khác, nhưng mà khi đó là lần đầu tiên Westminster mà bầu cử bằng cái hệ thống, cái cơ chế khu vực, thì lần đầu tiên bầu cử ở khu vực 2 thì Carlos Manzo có 3.439 phiếu. Lúc đó Nam Cao Nguyên là ghi danh ở địa vực khu vực 2 thì được 2.639 phiếu, tức là thất cử đó. Và anh Trung Tạ là về hạng 3 cũng được 1.463 phiếu. Thì thật sự cái khu vực 2 này nó ít phiếu hơn là khu vực 4 và khu vực 3. Và trong cái khu vực này thì người Việt Nam mình cũng chỉ có khoảng 50% số cử tri thôi, so với khu vực 3 là có khoảng 60-70%, và khu vực 4 của Nam Quang hiện giờ là có hơn 70% cử tri gốc Việt. Thành ra và cái số cử tri ở khu vực 4 và khu vực 3 là tương đương nhau nha quý vị, tương đương nhau. Thành ra cách đây 2 năm khi mà nghị viên Kim Lê Hồ đắc cử ở khu vực 3 thì bà đã có là 6.285 phiếu, và nghị viên Tài Đỗ mặc dù thất cử cũng có được 3.423 phiếu. Có nghĩa là cái số cử tri là ngang nhau, mà trong khi đó là nghị viên Kim Lê Hồ theo Khải biết á, là cái số cử tri mà ghi danh á, cái phiếu gửi ra khoảng trên 15.000 phiếu, thì nghị viên Kim Lê Hồ mà được 6.200 như vậy thì cũng được là gần một nửa rồi, tức là được 40% số phiếu. Trong khi đó bây giờ cũng là hơn 15.000 lá phiếu đã được gửi ra, mà Nam Quang chỉ được chưa đến 2.000 lá phiếu. Thì quý vị thấy như vậy, Nam Quang chỉ được có 10-15% thôi, khoảng 15% số phiếu của cử tri trong khu vực 4 thôi. Bây giờ mình trở lại coi là kết quả mình cập nhật nha anh Ngô Kỷ. Anh Ngô Kỷ coi thử kết quả kỳ này nó có đúng như anh mơ ước không nha. Khải thì Khải kỳ vọng là khu vực 1 sẽ có kỳ tích, sẽ có chuyển biến.
Nhanh Ngô Kỵ. Rồi chúng ta bắt đầu nha, coi thử là đã có thể refresh cập nhật được chưa nha quý vị. Khải mới cập nhật, Khải mới refresh. Và bây giờ thì các bạn thấy con số đã lên 45%, tức là họ đếm phiếu là đã có nhận được tổng cộng 821.216 phiếu. Thành ra các bạn thấy chưa, là số phiếu mà gửi qua bưu điện nó càng ngày càng nhiều. Tức là bây giờ đã là con số là 663.012 phiếu. Thì cái ngày đầu tiên mở ra chỉ mới có là 33.4%, hôm nay đã là 45.2% là cái phiếu nhận được nha, cái phiếu nhận được. Còn đếm thì vẫn còn hơn 200.000, khoảng 250.000 phiếu chưa đếm nha các bạn. Đây nè, cái là số phiếu là cập nhật là ngày hôm nay và lúc trưa hôm nay 14 tháng 11, và quận Cam thì vẫn còn là 247.000 phiếu chưa, 257.000 phiếu chưa đếm nha quý vị. Đây là cập nhật nè. 257.000 phiếu chưa đếm nha. Đây là cái website của tiểu bang. Website của tiểu bang là nói về những cái phiếu chưa có kiểm, vẫn chưa khui ra nha. Bây giờ mình bắt đầu mình xem kết quả nha anh Ngô Kỵ. Thử nha, đây là current nha. Thử coi là kết quả bây giờ, để thử coi. Chắc là Michelle, thì bà Michelle thì chắc không có gì thay đổi rồi. Thượng nghị sĩ Tranh Nguyễn cũng đắc cử rồi. Mình bây giờ chỉ xem cái trường hợp của cô Kim Bernice Nguyễn và Chí Tạ. Chí Tạ bây giờ vẫn dẫn đầu với số phiếu vẫn như cũ, tức là 54.6%, và nghị viên Thu Hà vẫn là 45.4%, và dẫn trước là 707 đã là 8.707, tức là vẫn khoảng 8.000 mấy, hình như lần trước là 8.500, bây giờ lên 8.007 nha quý vị. Các bạn bây giờ trở lại coi cái thì anh Nguyễn Quốc Lân này là bị rớt một ít phiếu, lần trước đã là 52%, bây giờ xuống còn 51.4 nha các bạn quý vị. Đây là về học khu, mình không tính, bây giờ mình qua đến coi chức giám sát viên nha. Đây, giám sát viên nha các bạn. Giám sát viên thì vẫn là rất là ngang ngửa nhau, xích xác khích khao, tức là vẫn phải chờ tuần tới mới biết được. Hiện giờ là ông thị trưởng Vincente Sarmiento là dẫn trước 50.37%. Cô Kim Bernice Nguyễn có phụ thân là người gốc Việt, mặc dù hình như cô này không biết tiếng Việt, không rành tiếng Việt, không biết cô nghe cô hiểu tiếng Việt không, chắc hiểu lọm bõm, nhưng mà thấy cô không có giao thiệp với người Việt nhiều, không có tham gia sinh hoạt trong cộng đồng người Việt nhiều. Thì hiện giờ ông Vincente là dẫn trước là chỉ có 510 phiếu nha, dẫn trước 510 phiếu. Thì cái số đó thì tuy là nhiều, nhưng mà thật sự với một cái địa hạt mà giống như Khải nói, thường là cái một cái chức giám sát viên cần phải 70.000 phiếu, 50 cho đến 70.000 phiếu mới đắc cử nha các bạn, tức là phải còn mấy chục ngàn phiếu chưa đếm. Thành ra cái kết quả của cái chức này vẫn còn rất là chưa có biết ai sẽ là người thắng cuộc. Rồi bây giờ nếu vậy để Khải lên trên Garden Grove có gì thay đổi không? Garden Grove thì cô Cindy Trần đã là đắc cử rồi, một lần nữa chúc mừng cô Cindy Trần. Và hình như đây cô Cindy Trần thì vẫn là dẫn xa là 1.600 phiếu, 1.600 phiếu, trong khi đó cái cô ứng cử viên Asia Nguyễn về nhì thì chỉ có 927 phiếu, tức là cách nhau là gần gấp đôi rồi.
Rồi bên đây thì cũng vậy, bên đây anh Châu Đỗ Vinh là dẫn trước, bây giờ cái khoảng cách đã là 200 mấy phiếu, 200 mấy phiếu, tức là một người 39%, một người 34% nha các bạn. Tức là thì nói chung là anh Duy thì cũng là về nhì, nhưng mà cái khoảng cách thì cũng vài trăm phiếu, thì không biết có rút ngắn được không, tại vì thấy cái số phiếu cũng không nhiều lắm, chỉ có ngàn, một ngàn mấy phiếu thôi. Ồ, để Khải coi, nghe nói ở Fountain Valley có một ứng cử viên gốc Việt nữa, để mình coi thử mấy bữa nay hơi không có công bằng với ứng cử viên đó, để thử trở lại ứng cử viên ở Fountain Valley nha. Đây, Cindy Cao, thì ứng cử viên Cindy Cao là về cũng hạng thứ 5 rồi kính thưa quý vị, mà chỉ có lựa ra 3 người tranh cử. Nếu vậy thì Fountain Valley vẫn còn bầu cử, nó gọi là at large, có nghĩa là toàn thành phố bỏ phiếu, và mỗi lần bỏ phiếu như vậy họ sẽ bầu ra 3 người, thì 3 người nhiều phiếu nhất sẽ được vào hội đồng thành phố, và hội đồng thành phố sẽ tự chọn ra thị trưởng chứ không có bầu cử thị trưởng. Tức là Fountain Valley mỗi lần bỏ phiếu họ bầu ra 3 người hoặc là 2 người tùy năm, à, tùy tùy cái kỳ bầu cử. Và giống như họ là bây giờ là 3 người thì cô Cindy Cao được 10% phiếu nha. Tức là về hàng thứ thứ 5 có lẽ không có cơ hội đắc cử. Rồi bây giờ hãy trở xuống là Westminster, là cái khu vực mà mình quan tâm nhất đúng không các bạn? Đây, rồi Westminster. Thì Westminster thì ông Charlie Chí Nguyễn vẫn dẫn đầu là 33.15%. Thì dẫn trước nghị viên Kimberley Hồ là 9094, là 1409, tức là 1410, coi như 1400 phiếu. Thì cái kỳ đầu tiên mở ra là 1001, rồi lên 1003, rồi cứ quay quay đó. Thì bây giờ cô Amy Fan West vẫn đang dẫn đầu. Amy Fan West vẫn đang dẫn trước chứ không phải dẫn đầu, tại vì chỉ có hai người tranh cử thôi. Cô Amy Fan West vẫn là dẫn, nhưng mà các bạn thấy là cái số phiếu là bao nhiêu? Là 7, 67, 67 là y chang lần trước, không có thay đổi. Hoặc là có lẽ là cái lần đếm phiếu này nó không có số phiếu của khu vực 1 để khai chắc lại, hoặc là có bỏ phiếu mà hai người đều ngang nhau, thành ra cái khoảng cách vẫn là 67 phiếu nha các bạn, 67 phiếu. Và bên phía kia thì Nam Quan vẫn là dẫn trước những người còn lại, để coi cái khoảng cách là Nam Quan hiện giờ là 43% và luật sư Jimmy Phạm là 33%. Thì cái số phiếu dẫn đầu là 6.3.500 rồi, đã lên 400 463. Tức là hồi đó Khả nhớ có lúc 240, có lúc 300, có lúc 400, nhưng mà bây giờ đã là 460 đúng không ạ? 436, 436 rồi, 436. Thì mặc dù cái khoảng cách nếu mà nói thì không lớn lắm, nhưng mà với một cái khu vực nhỏ như vậy, cái số phiếu ít như vậy, theo Khải biết thì còn khoảng 1.500 phiếu chưa đếm, 1.500 phiếu chưa đếm, thì con số khoảng cách 460 mấy này có lẽ là không thể san bằng được cái khoảng cách nha các bạn, không có san bằng được cách biệt. Thành ra có lẽ là Nam Quan sẽ đắc cử, nhưng mà giống như Khải có trình bày thì trong thời gian tới Khải sẽ có một cái kênh YouTube để mà đăng tải lên những cái bằng chứng để mà trình bày cho quý vị thấy con người thật của Nam Quan, những cái sự những cái tuyên bố là vô văn hóa, gọi là láo lếu, và những cái việc làm bất lương vô đạo đức, gọi là bất xứng của Nam Quan. Để mà từ đó thì hy vọng là chúng ta từ từ thì quý vị sẽ có được một cái nhìn đầy đủ hơn, toàn diện hơn
để mà sau này quý vị có thể quyết định là có muốn lưu nhiệm năm quan hay không, hay là chúng ta vào cái mùa bầu cử sơ bộ tới thì sẽ yêu cầu thành phố, yêu cầu ủy ban tổ chức bầu cử đưa cái một cái cuộc trưng cầu dân ý vào cái mùa bầu cử sơ bộ lần tới, có là không có tốn kém gì cho thành phố hết. Giống như cái Measure Y á, tức là mình đề nghị là mình muốn trưng cầu dân ý thì cái ủy ban tổ chức bầu cử họ sẽ đưa vào cái ballot, đưa ra trưng cầu dân ý trong cái cuộc bầu cử chung thì không có tốn kém gì. Thì đó chỉ là ăn thua là người dân có muốn hay không. Thì Khải sẽ từ giờ cho đến lúc đó khoảng 6 tháng cho đến 1 năm thì Khải sẽ đều đặn Khải trưng ra bằng chứng, cung cấp thông tin để cho đồng hương cử tri gốc Việt thấy được con người thật của Nam Quan, những việc làm của Nam Quan, ý đồ bản chất của Nam Quan, để từ đó quý vị sẽ có được cái quyết định đúng đắn hơn và chúng ta sẽ có một cái cơ hội để mà quét rác, để mà làm sạch cộng đồng, để mà đưa ra những cái người xứng đáng hơn đại diện cho chúng ta trong hội đồng thành phố, tức là bầu cử lại đó. Nhưng mà giống như Khải nói là tại vì nó sẽ là được thực hiện trong cái mùa bầu cử, thành ra chỉ là chúng ta bỏ phiếu thôi, tức là thay đổi ý kiến thôi, chứ không có phải tốn kém, không có gây xáo trộn, không có gây náo động gì cho thành phố hết. Thì mà hy vọng là sẽ được các bạn, quý vị vào tham gia, ghi danh, đăng ký, subscribe, ủng hộ và quảng bá, share cái website, cái kênh YouTube này. Thì Khải sẽ từ từ Khải làm chương trình đều đặn để trưng ra những cái bằng chứng để mùa bầu cử tới chúng ta có thể chọn ra một những cái ứng cử viên xứng đáng hơn để chúng ta gọi là gì đó, bầu bầu đúng và cử xứng đó, đại khái như vậy. Dạ vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thì giống như Khải nói, nếu vậy thì cái kết quả nó cũng không thay đổi nhiều. Cái duy nhất mà Khải kỳ vọng là cái khu vực 1 thì cái kết quả hầu như không có biến chuyển gì hết, thành ra chúng ta sẽ chờ cái lần cập nhật kế tiếp. Dạ vâng, xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới. Dạ vâng, là hồi nãy Khải có làm cái livestream tính tường trình, nhưng mà mình sướng xác mình mở 2-3 cái window, thành ra cái lúc mà mình tường trình đó thì mình tường trình cái window là của ngày hôm qua nha các bạn. Thành ra hồi nãy là Khải nói như vậy là cái kết quả nó không có đúng như cái hồi nãy. Bây giờ mình xem lại, coi như mình làm lại những cái chi tiết khác Khải nói thì nó vẫn có giá trị, nhưng mà riêng về cái dữ kiện, cái thông tin, cái số liệu thì Khải phải cập nhật lại. Tức là ngày hôm nay là thượng nghị sĩ Trần Á Nguyễn đã dẫn lên xa nữa rồi, 58.68%, và Kim Kho chỉ còn có 41.31%, tức là cái xác suất đã là tức là đã là 48.038 phiếu rồi, 48.038 phiếu thì cái khoảng cách quá xa rồi nha quý vị. Rồi Chí Tạ bây giờ thì để coi cái khoảng cách vẫn là 55.06% và nghị viên Tu Hòa là 44.94%, thì cái khoảng cách là 28.185. Tức là đã lên được đến 9.192 rồi nha các bạn, 9.100 rồi, mấy bữa trước là 8.000, bây giờ đã lên đã 10.192, đã lên 10.000, hôm bữa là mới có 8.000, tức là Chí Tạ vẫn lên, vẫn tiếp tục vượt xa, tức tiếp tục cái khoảng cách nó tiếp tục nó được nâng lên, tăng cái khoảng cách dẫn đầu. Luật sư Nguyễn Quốc Lân thì bây giờ là
xuống còn 51.33%, nhưng mà vẫn là coi như là có tuyệt đại đa số đã trên quá bán, trong khi đó có ba người ra tranh cử mà Nguyễn Quốc Lân có quá bán là coi như chắc chắn sẽ thắng nha. Còn một ứng cử viên gốc Việt Mike Nguyễn, hình như cái anh Mike Nguyễn này cũng ra tranh cử nhiều lần rồi, lần trước có ra tranh cử chức giám sát viên nữa, thì kỳ này ra tranh chức ủy viên học khu thì là về hạng ba. Thì cái một trong những cái người khác mà Khải muốn nói là cô Kim Bernice Nguyễn, thì hiện giờ đã bị cái để coi là 797 năm 597, tức là gần 600, tức là cái khoảng cách đã được tăng lên nha. Tức là kỳ này ông Vicente Siamento là còn có thêm phiếu nữa, tức là cái khoảng cách nó lại càng mở rộng ra. Bây giờ cho phép cài chạy xuống cái thành phố Westminster là cái thành phố chính mà Khải muốn Khải quan tâm, Khải theo dõi. Thì ở Garden Grove, thành phố lân cận, sẵn Khải coi cái Fountain Valley trước, xin lỗi các bạn. Fountain Valley thì ứng cử viên Cindy Cao, thì các bạn thấy là thành phố Fountain Valley họ không có bầu trực tiếp thị trưởng, mà mỗi lần bầu cử họ sẽ bầu ra ba người nghị viên hoặc là hai người nghị viên, thì cái hội đồng thành phố sau đó sẽ họp nhau lại để tự chọn ra một thị trưởng. Thì lần này, cái lần bầu cử này thì cả thành phố sẽ chọn ra ba nghị viên, thì có cả 10 người tham gia, mười mấy người tham gia, thì có một ứng cử viên Việt Nam, hình như hai ứng cử viên Việt Nam, nhưng mà một người thì về hạng 5, một người thì về hạng 8, 9, 10, có 12 ứng cử viên, ít nhất là 12, cả 15 ứng cử viên nữa, kính thưa các bạn, thì chỉ có một ứng cử viên Việt Nam về được đến hạng 5 thôi, nhưng mà không có đắc cử nha. Rồi bây giờ mình qua đến thành phố Garden Grove, thì ông đương kim thị trưởng Steve Jones, ông này hồi xưa Khải nhờ làm chức admin trong cái group Việt Youth Forum của Facebook. Ông ok đến chừng mà cái Facebook nó notify ông nhiều quá, tự nhiên cái ông đi ông đóng luôn cái ông thay đổi cái gọi là gì đó, cái status đó, thay đổi cái quy chế của cái group mình là thành private, bị khai cử ông quá trời. Khải nói tôi mà hỏi ông đã chấp nhận thì tôi để ông làm admin, ông không thích thì thôi ông nói tôi, hay là ông tự ông rút đi, chứ tại sao ông lại thay đổi cái ông phá sập cái group của tôi, trong khi cái group tôi xây dựng bao nhiêu năm trời. Cái hồi đó là khi mà sinh hoạt còn ít lắm, những cái group mà có năm 10.000 thành viên rất là ít, trong khi đó cái group của mình cũng có mười mấy ngàn thành viên rồi. Việt Youth Forum, thì hồi đó ông Steve Jones thì cũng từng là admin của group của mình, và ông cũng đã tự ý ông thay đổi cái status, ông dẹp đóng cửa cái group của Mức Khải luôn. Và đây là ứng cử viên Cindy Trần, thì một lần nữa chúc mừng Cindy Trần là lần này đã coi như chắc chắn đắc cử rồi, qua mặt ứng cử viên Asia Nguyễn Cunningham thuộc đảng Dân Chủ, coi như là được nghị viên Thu Hà đề cử thay thế cô Thu Hà, sau khi cô Thu Hà mà hết nhiệm kỳ và đang ứng cử cho chức dân biểu tiểu bang. Và ở cái khu vực 4 thì anh Châu Đỗ Vinh tiếp tục dẫn đầu với số phiếu là 2882, là 282, thì cũng chỉ là chưa đến 300 phiếu, nhưng mà khu vực này phải thấy cái số người đi bầu rất ít, thành ra với cái phần trăm là khoảng 6% như vậy, thì tương đối cũng là một khoảng cách, cũng là cũng không không dễ gì mà có thể rút ngắn để mà vượt qua thay đổi cái kết cuộc được. Bây giờ tiếp tục đến thành phố Westminster nha các bạn. Đây,
Thành phố Westminster thì tiếp tục nhìn vô là Charlie Nguyễn Mạnh Chí vẫn còn 33.18% và nghị viên Kim Little có 25.81%, cái khoảng cách là 4 5 là 4 4 4 4 1444 phiếu nha quý vị, 1444 phiếu, tức là hãy nhớ hồi đầu cái khoảng cách lúc đầu là Charlie dẫn trước khoảng 1.000 phiếu lên 1.001 phiếu lên 1.003, bây giờ là 1.444, thì Khải nghĩ mặc dù nếu mà nói về con số theo theo cái em nói là cái khả năng cái possibility đó thì nghị viên Kim Little vẫn có khả năng mà thay đổi cái kết cục, nhưng mà nói nếu mà nói probability đó, nói về cái chuyện mà nó hợp lý, nó có thể xảy ra một cách cái trường hợp nào dễ xảy ra hơn á, thì nói chung là cái cơ hội để cho nghị viên Kim Little mà về ngược á là mà thắng thắng được Charlie thì rất là khó, gần như là Charlie đã nắm chắc cái phần thắng trong tay, thì mặc dù Khải không thích cái chuyện đó nhưng mà đó là cái hỏi Khải thì mình nhận định thì mình phải phải chấp nhận đó là cái tình huống hiện giờ. Còn cái cô Amy Fan West này thì hồi nãy Khải nói là vẫn còn 67 phiếu là tại vì Khải nhìn cái kết quả cũ của ngày hôm qua và của ngày hôm thứ bảy, Khải mở hai ba cái màn hình nè, thành ra cuối cùng khi mà đóng lại đó thì mình lại mở cái màn hình cũ ra mình xem trong lúc loay hoay đó, thành ra xin lỗi các bạn. Bây giờ trở lại cô Amy Van West là dẫn trước như vậy là 1.771 phiếu, tức là cô tăng thêm được 4 phiếu, trong khi đó Khải biết cái khu vực này còn khoảng 1.300 phiếu nữa chưa đếm, kính thưa quý vị 1.500 hay 1.300 phiếu chưa đếm, thành ra cái con số 71 phiếu thì hoàn toàn là nằm trong cái khả năng, nó gọi là cái probability chứ không phải possibility, tức là possibility là nói về lý thuyết là chuyện có thể xảy ra, giống như vậy, tức là nói là Khải trúng vé số đó, thì chắc chắn cái đó là cái possibility, nếu mà nói về lý thuyết thì chắc chắn Khải vẫn có cơ hội trúng vé số, nhưng mà nói về cái probability á, nói về cái chuyện nếu nó sẽ xảy ra là tương đối một cách thực tế đó để mà có thể xảy ra được đó, thì nói chung là Khải ra đường bị cảnh sát ghi giấy phạt thì nó còn dễ xảy ra hơn là Khải trúng vé số, tức là dễ xảy ra hơn đó là ở cái probability. Thì nếu mà nói về cái probability đó thì anh ứng cử viên John Chantal thì vẫn hoàn toàn có khả năng dễ dàng vượt qua mặt Amy Van West về ngược để mà đắc cử lần này, có nghĩa là Khải vẫn trông chờ cái kết quả khu vực 1 mặc dù là tăng lên 4 phiếu rồi, bây giờ cái Amy đang dẫn trước 71 nhưng mà cũng không có là cái gì mà để mà Khải phải lo lắng, con số quá ít. Thì ngược lại phế Nam Quan là bây giờ đang có 43.64% và luật sư Jimmy Phạm thì 33%, thì cái khoảng cách là 5 9 và coi như là 459. Thì các bạn nhớ hồi đầu Khải nhớ lúc mở ra có lúc 200, có lúc 300, bây giờ đã lên 459, 460 rồi. Thành ra một lần nữa, xin lỗi nếu mà ngày hôm nay mặc dù Khải biết cái khu vực này cũng còn khoảng 1.500 phiếu chưa đếm, nhưng mà Khải nghĩ 1.500 phiếu mà bây giờ đếm xong cái khoảng cách đã là 460 phiếu rồi, thì Khải xin lỗi coi như là cái khả năng mà luật sư Jimmy Phạm về ngược thì rất là khó. Giống như Khải nói cũng không khác gì, không phải trúng số độc đắc nhưng mà là cái lô độc đắc nó là 2 tỷ đô la, mấy trăm triệu đô la, thì bây giờ cái trường hợp mà luật sư Jimmy Phạm về ngược thì cũng không khác gì trông chờ trúng vé số lô 5 triệu, 10 triệu vậy đó. Tức là nói chung trúng 2, 3 đồng thì dễ. Còn anh Nam Quang bây giờ giống như ảnh chỉ chờ trúng 5 đô, 10 đô thôi. Tức là nói chung cái khả năng là chiến thắng là gần như đã nắm trong tay rồi, kính thưa quý vị. Thì cái đó là cái Khải nói, nhưng mà
cái mà chúng ta nhìn là như vậy, kính thưa quý vị. Nếu mà nhìn một cách là lạc quan hơn để mà biện hộ lên tinh thần, động viên tinh là không muốn cái băng đảng mafia chính trị này họ tiếp tục họ thống trị, họ lũng đoạn thành phố Westminster đó, thì phải có thể nói như vậy. Tức là hồi hôm thứ bảy là còn 350.000 phiếu chưa đếm, hôm nay thì chỉ còn có 275.000, tức là từ hôm thứ bảy đến giờ họ đếm được 75.000 phiếu, thì rõ ràng là cho Khải thấy là Chí Tạ đã tăng lên mấy ngàn phiếu, Charlie Nguyễn tăng lên mấy trăm phiếu, Nam Quan cũng tăng lên mấy trăm phiếu, thì chứng minh là rõ ràng cái số phiếu mà được đếm trong cuối tuần vừa qua, trong ngày Chủ nhật và hôm nay đó, là nó có lợi, nó nghiêng về, tức là cái số phiếu, cái cử tri mà được đếm trong ngày hôm nay và ngày trong ngày hôm nay đi, thì cái số phiếu này nó ủng hộ cho phe của Chí Tạ, Nam Quan, Châu Đỗ Vinh. Nhưng mà cái mà điểm mà tích cực lạc quan mà Khải thấy được, có mặc dù đúng ra là cái phiếu, cái nó gọi là cái batch, cái lô phiếu này, cái số phiếu này đó, nó có lợi cho Cộng Hòa và cho cái nhóm của Chí Tạ, Trần Thái Văn, Nguyễn Quốc Lân. Nhưng mà các bạn quý vị thấy là riêng cô Amy Van West thì vẫn chỉ lên tăng thêm được có 4 phiếu thôi. Đó, thành ra Khải trông chờ là trong cái số phiếu 275.000 phiếu còn lại sẽ được đếm trong tuần này. Thì khi mà đếm vô cái khu vực, vô cái batch, cái lô phiếu, cái số phiếu mà nó sẽ bất lợi cho nhóm Chí Tạ, thì Khải nghĩ lúc đó là cái anh John Chantal anh sẽ có cơ hội để anh rút ngắn cái khoảng cách. Và giống như Khải nói, Khải biết là cái khu vực đó hiện giờ cũng phải còn trên 1.000 phiếu chưa đếm trong cái khu vực 1 của thành phố Westminster, và nếu mà cái khoảng cách chỉ là 71 phiếu, thì nếu mà những cái phiếu còn lại, giống như các bạn thấy cái những cái cuộc tranh cử ở khắp nơi ở Hoa Kỳ, trên Thượng viện rồi Hạ viện liên bang đó, thì cuối cùng các bạn thấy là bên Dân Chủ họ về ngược, mà họ rút ngắn khoảng cách là mấy chục ngàn phiếu, cả trăm ngàn phiếu, chứ không phải chỉ có vài chục phiếu. Thành ra nếu mà những cái số phiếu đang nằm trong kho chưa được mở ra, chưa được kiểm đó, mà là đa số thuộc về cử tri Dân Chủ, và những cử tri này không có mặn mòi, không có ủng hộ phe Cộng Hòa, phe Trần Thái Văn, Chí Tạ, Amy Phan West, thì Khả hy vọng là trong vài ngày tới thì kết cuộc nó sẽ thay đổi, và ông Chen John Chantal sẽ về ngược. Và cái đó là cái nhận định của Khải, kính thưa quý vị. Còn riêng những cái cuộc tranh cử khác thì Khải không còn hy vọng nữa, nói thẳng ra là như vậy. Dạ vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi, và xin hẹn gặp lại trong sau 5 giờ chiều mai, khoảng 5 giờ Khải lại tiếp tục Khải theo dõi và tường trình cũng như chia sẻ cái nhận định của Khải.